Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, trong tháng 6 tới thì đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự hai trận còn lại của vòng loại World Cup 2026 gặp đội tuyển Philippines và đội tuyển Iraq. Để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam thì Philippines sẽ triệu tập rất nhiều cầu thủ nhập tịch tới từ các nền bóng đá phát triển ở châu Âu. Trong bản danh sách sơ bộ tập trung đội tuyển Philippines, huấn luyện viên Tom Sanchez đã gọi tới 15 cầu thủ nhập tịch. Trong thời gian qua, ông đã thuyết phục 8 cầu thủ nhập tịch nữa lên đội tuyển Philippines, nâng tổng số cầu thủ nhập tịch của đội bóng này lên con số 23. Nếu như quá trình nhập tịch suôn sẻ, cả 8 cầu thủ nói trên đều có thể sẽ khoác áo đội tuyển Philippines trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam sắp tới. Trong đó thì cầu thủ Rafael Obemai là cầu thủ đáng chú ý nhất. Cầu thủ 28 tuổi đá chính ở câu lạc bộ Paribon ở giải hạng nhất của Đức trong vai trò tiền đạo cánh phải. Anh đã có 67 lần ra sân tại câu lạc bộ và ghi 7 bàn thắng cùng với rất nhiều đường kiến tạo. Trước đó anh từng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Bayern Munich và được đôn lên đội 1 của câu lạc bộ này ở mùa giải 2016-2017. Dù không được chơi trận nào ở trên đội 1 nhưng chừng đó cũng đã chứng tỏ khả năng của cầu thủ này bởi đội bóng có biệt danh hùm xám của Đức là một câu lạc bộ vĩ đại bậc nhất thế giới. Obamei có mẹ là người Philippines, bố là người Đức. Thực tế thì liên đoàn bóng đá Philippines cũng đã có ý định sử dụng cầu thủ này từ lâu. Anh từng được triệu tập để tham dự vòng loại World Cup 2022 cũng như là AFF Cup 2020, thế nhưng đều phải rút lui vào phút chót. Ngoài trường hợp của Rafael Obamei thì còn 5 cầu thủ khác chơi bóng ở Na Uy, Bỉ và Thụy Điển. Hai cầu thủ còn lại thì chơi bóng ở Mỹ. Phát biểu trước báo giới, huấn luyện viên Tôm xanh Phía cho biết rằng họ đã có hộ chiếu, những thủ tục đã hoàn thiện tới trên 90% để họ có thể thi đấu vào tháng 6 này. Trong số 8 cầu thủ này, ngoại trừ Martin Kristensen đã 36 tuổi và Rafael Obamei 28 tuổi thì 6 người còn lại đều khá trẻ với độ tuổi từ 20 cho đến 24 ở trận lượt đi đội tuyển Việt Nam đã dễ dàng đánh bại Philippines với tỷ số 2-0 ở chân sân khách nhưng rõ ràng những thử thách với binh đoàn rồng vàng ở trận lượt về sẽ lớn hơn rất nhiều. Sau khi Indonesia vươn lên với chính sách nhập tịch, Philippines cũng không thể ngồi yên. Đội bóng xứ vạn đảo đang là minh chứng cực kỳ rõ nét về sự thành công của chính sách nhập tịch ở bóng đá Đông Nam Á vốn còn thấp. Những cầu thủ vô danh ở các nền bóng đá phát triển khác khi đến Đông Nam Á thi đấu thì cũng có thể làm mưa làm gió. Indonesia đã hướng đến một phương án nhập tịch thông minh là các cầu thủ con lai tuổi còn trẻ từ các nền bóng đá phát triển. Phương hướng đó đang cho thấy sự thành công khi họ 3 lần thắng Việt Nam ở cấp độ đội tuyển quốc gia cũng như là thể hiện rất ấn tượng ở lần đầu tiên dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. Đội tuyển Việt Nam đang đứng thứ 3 ở tại bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026 với 3 điểm và kém Indonesia với 4 điểm thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ có thể đi tiếp nếu như toàn thắng ở hai trận gặp Iraq và Philippines trong tháng 6 này. Cùng với đó thì Indonesia chỉ giành tối đa một điểm ở hai trận đấu này. Nhưng khả năng xảy ra kịch bản này là rất thấp. Chính vì thế, Liên đoàn bóng đá Việt Nam dù không nói ra nhưng cũng đã xác định mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là AFF Cup sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Còn hai trận đấu sắp tới tại vòng loại World Cup 2026 thì coi như là cữ giật cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Để chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất khu vực sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Có một thực tế là trong vài năm trở lại đây, tuyển Philippines thua kém nhiều hơn so với các đội bóng hàng đầu Đông Nam Á như là Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Malaysia. Tính riêng ở AFF Cup, họ cũng chưa từng vô địch mà chỉ có 3 lần cao nhất là về hạng 3. Vậy thì bây giờ với dàn sao nhập tịch, liệu rằng Philippines có đủ mạnh để cạnh tranh chức vô địch AFF Cup hay không? Điều này hiện vẫn đang là ẩn số và chỉ sáng tỏ phần nào ở trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 6 tháng 6 sắp tới trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026 khi mà Philippines mang binh hùng tướng hậu đến để làm khách tại sân Mỹ Đình. Trong một chia sẻ mới nhất về báo giới, ông Freddy Gonzalez, trưởng đoàn bên phía Philippines đã tự tin nói rằng Mặc dù tuyển Việt Nam và Indonesia là những đối thủ khó chơi ở Đông Nam Á, nhưng việc gặp họ lại là một lợi thế với tuyển Philippines. Chính sự quen thuộc với việc chạm trán với Việt Nam và Indonesia trong thời gian gần đây đã mang lại lợi ích cho chúng tôi. Cũng giống như ở vòng loại World Cup 2026, tại AFF Cup 2024, một lần nữa Philippines lại chung bảng với Việt Nam và Indonesia. Số lượng cầu thủ nhập tịch đông đảo và chất lượng cũng là một lý do mà ông Freddy Gonzalez có sự tự tin khi phát biểu trước báo giới. Ngược dòng thời gian về hồi tháng 2 năm 2024, hóa ra khi đó Philippines đã nung nấu quyết tâm đòi lại vị trí cao ở khu vực Đông Nam Á, thậm chí là ngai vương ở AFF Cup. Khi đó thì huấn luyện viên người Bỉ Tom Fies đã từng nói lúc nhậm chức ở tại Philippines rằng: "Chúng tôi đang tập trung tối đa cho AFF Cup 2024. Bên cạnh việc chuẩn bị cho các cầu thủ ở Đông Nam Á, chúng tôi còn chuẩn bị nhiều cầu thủ từ châu Âu về nữa." Tôi ở đây để giành chiến thắng. Chúng tôi muốn thắng về mọi mặt, muốn vô địch AFF Cup. Không phải năm nay thì chắc chắn cũng là trong vòng 2 năm nữa. Nói là làm, kể từ sau khi nhậm chức, huấn luyện viên Tom Sanchez đã chọn thêm 8 cầu thủ nhập tịch nữa cho Philippines. Đấy là một sự bổ sung không hề nhỏ. Trước đó thì Philippines dù thua đậm 0-5 trước Iraq ở trên sân nhà, nhưng cũng đã có những màn trình diễn không quá tệ khác. Ví dụ như ở trên sân khách, họ đã làm khó được Iraq khi chỉ thua tối thiểu là 0-1, hay là họ đã có trận hòa một đều trước Indonesia và cũng chỉ thua Việt Nam với tỷ số không quá sâu là 0-2. Như đã nói, sắp tới đây, tổng số lượng cầu thủ nhập tịch của Philippines có thể lên tới 23 người, mấu chốt cho sự tự tin của Philippines nằm ở 8 cầu thủ mà họ mới nhập tịch. Ở giai đoạn này, có thể các ngôi sao nhập tịch của Philippines sẽ chưa phối hợp nhuần nhuyễn với nhau, chưa phô bày được hết sức mạnh, nhưng cũng là cơ hội để cho đội tuyển Việt Nam tìm hiểu dần đối thủ. Nhưng đội tuyển Việt Nam cũng cần phải hết sức dè chừng bởi Philippines rất có thể sẽ là một tuyển Indonesia thứ hai. Còn nhớ hồi tháng 11 năm 2023, Indonesia khi đó với các cầu thủ nhập tịch mới còn chưa phối hợp nhuần nhuyễn đã thua Iraq 1 năm, hòa Philippines 1 đều, thua Libya 0-4 và thua Iran 0-5 và thua Iraq 1-3. Sau đó thì họ đã dần lột xác ở Asian Cup, thắng Việt Nam liên 3 trận với các tỷ số 1-0, 1-0 và 3-0. Tuyển Philippines đang nhắm dùng hai trận gặp Việt Nam và Indonesia tại tháng 6 này để rèn luyện cho đội quân nhập tịch mới mẻ của mình. Có thể là ở hai trận đấu ấy thì Philippines vẫn chưa mạnh lên trông thấy, nhưng chuyện họ thật sự mạnh mẽ là thế lực thách thức cho các đối thủ ở tại AFF Cup vào cuối năm thì là rất có thể. Và ở trận đấu với đội tuyển Việt Nam trong tháng 6 tới, đó cũng là màn chào sân đầu tiên của tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Kim Sang Sik. Nhiệm vụ Liên đoàn bóng đá Việt Nam đặt ra cho ông Kim Sang Sik ở trận đấu này là cần phải chiến thắng để lấy lại niềm tin cho người hâm mộ cũng như là chính các cầu thủ. Vậy nên cuộc so tài giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines vào ngày 6 tháng 6 tới sẽ cực kỳ đáng xem. Qua đánh giá sơ bộ có thể thấy, nhiệm vụ đưa đội tuyển Việt Nam vào chung kết AFF Cup 2024 của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đưa ra là không hề dễ dàng với huấn luyện viên Kim Sang-sik nếu như xét tương quan lực lượng các đối thủ ở trong khu vực. Câu hỏi đặt ra lúc này là liệu rằng trong trường hợp mà đội tuyển Việt Nam không thành công ở giải đấu cuối năm thì giới mộ điệu có kiên nhẫn đối với nhà cầm quân người Hàn Quốc hay không? Bởi ở thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam rõ ràng là không còn giữ được vị thế như là 5 năm trước, giai đoạn thế hệ vàng của những Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh, Phan Văn Đức, Bùi Tiến Dũng vân vân đang ở đỉnh cao phong độ và giàu khát vọng chiến đấu. Giờ thì hầu hết trong số này đều đã nhà xe đầy đủ, ổn định điều kiện gia đình, tiền bạc rủng rỉnh và cũng lại chịu sức ép do chấn thương. Hai năm cuối thời huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam đã bị đặt vấn đề về động lực thi đấu cũng như là lối chơi không còn giữ được sự đột biến. Tình hình lại càng trở nên xấu hơn dưới thở huấn luyện viên Philip Trusi. Đây là những vấn đề khá cũ, từng được giới chuyên môn phân tích khá nhiều trong thời gian qua. Tuy nhiên, đó vẫn là vấn đề thời sự tạo nên thách thức không nhỏ với huấn luyện viên Kim Sang-sik. đã có những kỳ vọng về việc cựu thuyền trưởng Jeong Buk Hyundai Motors sẽ đem lại luồng gió mới ở đội tuyển Việt Nam cả về con người và lối chơi. Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng mọi cuộc cách mạng đều phụ thuộc vào tình hình thực tế, lực lượng cũng như là tương quan với các đối thủ ở trong khu vực. Huấn luyện viên Kim Sang-sik thời gian qua đã rất tích cực nắm bắt tình hình các đội bóng và gian tuyển thủ quốc gia qua các trận đấu ở V-League. Dù vậy thì các tín hiệu phát đi cũng không mấy lạc quan khi nhiều trường hợp vẫn chưa lấy lại được phong độ và cảm hứng thi đấu. Có bột thì mới gột nên hồ. Dù muốn tạo nên sự thay đổi nhưng huấn luyện viên Kim Sang-sik cần phải có những quân bài chất lượng. Huấn luyện viên Philip Troussier đã ra đi sau chuỗi thành tích kém cỏi của đội tuyển Việt Nam từ Asian Cup 2023 cho đến vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Tuy nhiên, phía sau thất bại của nhà cầm quân người Pháp, số đông có lẽ cũng đã nhận ra khoảng cách giữa Việt Nam với các nền bóng đá mạnh tốt đầu ở châu Á. Đó là thực tế khó phủ nhận mà bằng chứng rõ nét là những trận thua liên tiếp của đội tuyển Việt Nam trước các đội bóng mạnh ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Riêng ở trong khu vực Đông Nam Á, sự trỗi dậy của các đối thủ như là Indonesia, Philippines đang tạo nên những mối lo ngại lớn với đội tuyển Việt Nam bên cạnh Thái Lan vẫn đang chứng tỏ vị thế số 1 chưa hề suy chuyển. Gian cầu thủ nhập tịch hùng hậu khiến cho Indonesia và Philippines là những ẩn số khó giải ở tại AFF Cup 2024 sắp tới. Với Thái Lan thì giới chuyên môn hầu hết đều đồng thuận rằng họ vẫn có sự vượt trội về con người và lối chơi so với phần còn lại ở Đông Nam Á. Đặc biệt là dưới thời tỷ phú Madame Pang thì voi chiến lại càng trở nên giàu động lực. Trong bối cảnh ấy, không phải ngẫu nhiên đã có những nhận xét mục tiêu vào tới trận chung kết AFF Cup 2024 với đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Kim Sang Sik là không hề dễ dàng. Nó đồng thời cũng dẫn đến một vấn đề khác là trong trường hợp thành tích của đội tuyển Việt Nam không như ý, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và giới hâm mộ có kiên nhẫn với nhà cầm quân người Hàn Quốc hay không? AFF Cup vẫn là giải đấu có sức hút và tính chất quan trọng bậc nhất Đông Nam Á, cho nên là giới mô điệu luôn dành sự quan tâm đặc biệt với việc đội tuyển Việt Nam đã lâu không gặt hái được thành tích nào đáng kể, sức ép với huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ lại càng trở nên lớn hơn. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Dũng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.